Ok nha, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình nhá. Tiếp tục quay trở về với Hải Tặc 568, tiếp tục quay về nick này. Trước khi vào dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Ở đây chúng ta sẽ đi vào trước đầu tiên đi dọn nốt mấy cái này đã. Dung hợp bớt một tí cho nó rộng đấy. Đây chỗ Zoro này. Rồi tiếp tục mình sang tiếp bên này, trá quỷ dồn vào trái xem quả nào nó gần gần cao cao tí thì dồn vào. Mấy quả này tại đây là đang tròn hết kinh nghiệm, chưa muốn đụng vào lắm. Rồi dịch tiếp sang con Robin này. Đang tròn hết đúng không? À cái quả này hơi lẻ tí này. Quả này bao nhiêu? 9 triệu mấy à? Vậy thì dồn vào đây tiếp cho dần dần lên 10. Còn lâu mới lên 10 nhưng cứ dồn dần thôi. Một số cái đồ linh tinh này dãi hết đi nhé. Lấy điểm thân mật. Vàng thì dùng luôn thôi. Mấy cái này dùng hết thôi. Xem thêm cái cờ nó không, không được thêm cái gì nữa là vào đánh đấu trí. Có cái cờ mèo thì ăn thêm cái cờ. Và mấy cái này không có gì đúng không? Rồi, giờ ta sẽ dịch vào đấu trí, đánh đấu trí. Giải quyết nốt xong 20 lượt thì sao? Áp lực nó không lớn thì là cũng thoải mái đấy. À từ từ tí, ấn qua cái vườn ác ma tí xem có bắt tưới nước hay cái gì không. Đây tưới nước thì tưới qua tí là xong rồi. Mất công trồng nhiều chậu tối ưu tí mà. À đây hết rồi, tranh thủ vào ăn thêm báu vật. Nhưng mình đang ăn báu vật 5 sao, nếu mà nhanh chóng thì có thể ăn thêm cái 5 sao nữa. Mình không muốn cướp nhau thôi. Ồ rất tiếc là không còn báu 5 sao rồi. Rồi tiếp tục dò tiếp cái 4 sao, còn chống cái 4 sao nào không nhỉ? Nhanh nhỉ, vừa vèo phát vừa thấy mèo phát xong ra đã thấy mất rồi. À đây thôi, lấy ăn tặng 4 sao, chắc là mình ăn 4 sao đấy. Nói chung là mình thì 5 sao thì hên xui, nhưng mà 4 sao chắc chắn ăn được. Chẳng qua câu chuyện là ngại cướp thôi, chứ còn nếu mà cướp thì đơn giản không ấy mà. Nhưng mà nhiều khi không muốn cướp nên là ra mới khó ăn đấy. Rồi, giờ ta quay đấu trí nhé. Hiện tại top 1 bây giờ hiện tại chỉ có thua có 2 trận rồi. Không biết mọi người đánh hết cỡ chưa nhỉ? Thấy hơi ảo. Nên thôi kệ đi, Robin bắt ở đây này. Còn Gap đấm ở trên thì sao? Do Du hứng ở dưới. Eva búp nộ. Nếu cho thêm con Elizabeth đánh thẳng con lo sao nhỉ? Ra về hệ thống team địch thì cũng không khỏe lắm đúng không? Để Gap đấm. Có nên để về đánh luôn nhỉ? Mình khóa con lo ở đấy nhưng mình không tự tin với con kia đâu. Cho khỏe hơn tí nữa chắc ăn đi. Mình không muốn mất chuỗi được, đánh lại lâu lắm. Lo, Luffy, không có búp. Nó cái này áp lực ở chỗ sao đánh thì thắng liên tục cho nhiều cửa ấy. Chứ còn nếu mà chỉ đánh cho xong chuyện thì đơn giản quá. Ở đây đánh sao cho được thành tích tốt một tí. Không tin tưởng con Ken nó dễ bị né tránh lắm. Lo Akanu đam vẻ khá hơn, mỗi cái dính con Nami. À không, nhưng mà để ở dưới chắc không dính Nami không. Đánh về thì không trúng được Nami. Nhưng vẫn có thể bị Nami giảm độ trúng nhưng có búp. Mà xem qua tí mới còn lại. Cho là Gap với Kizazu chứ. Team thì cũng không khỏe lắm được, cái đam mình nó to hơn thì chưa chắc nó nộ được. Nhưng mà tôi cứ hy vọng sẽ nộ được. Đánh về mình khóa búp địch thì chắc địch nó sẽ nổ chậm một tí. Mình hy vọng không giảm nộ chúng Akanu mình nhiều. Thôi đánh đi. Hy vọng sẽ không bị giảm nộ nhiều. Còn về mặt sát thương là mình lợi thế hơn đấy. Mình có đam to hơn. Nếu chẳng có nộ được không thì không biết. Nó hên xui nhiều. Không biết tuần sau khóa chúng Nami không? Cho an toàn cho Akanu nó nộ ấy nhỉ. Và chúng mắt siêu hâu. Địch vẫn chưa nộ được mới có ưu thế một chút xíu. Hy vọng không giảm nộ chúng Akanu. Ok, lo tê liệt tiếp cũng được. Hỗn loạn Nami là tốt rồi. Akanu yên tâm nộ rồi. Akanu nộ lên chắc là chết chết lo luôn. Ok đúng không? Nộ phát đã chết hết luôn. Chưa cần rơi thiên thạch. Đánh một phát nộ đã chết luôn rồi.
Robin bắt đi. Smoke miễn dịch choáng hay để smoke lên trước thì là nào miễn dịch choáng mà. Sanji ở dưới thì cấm tích nộ. A đốt cháy. Vẫn thiếu một con thì có một búp. Mình không có búp nào nhưng mình có thể khóa nó tương đối lâu. Mình cho mạnh hơn tí nữa. Tiếp tục làm mới tiếp. Nhiều khi cứ vừa quay để bận tí việc để chạy tí rồi quay vào quay tiếp ấy. Nếu khi mà thấy hơi ngắt ngứ một tí. Nếu dùng Ken thì sao nhỉ? Franky đốt cháy. Nami giảm nộ chắc là Ken cũng choáng tương đối lâu đấy. Có Miela này. Có Lucy này. Cho hai búp vào thì sao? Mình không khóa là Nami chắc nó vẫn sẽ giảm nộ mình thôi, nhưng mình có thể tìm cách tiêu diệt nó sớm. Hay để Lucy ở trên này cố gắng để so sau hai búp nhỉ. Sau hai búp chưa chắc đã nổ luôn đâu. Không thì cứ để sau một búp. Có Franky không sợ xoáy để đẩy con lên sớm. Để có Franky xuống dưới à, để xa hợp lý à. Để vầy Kaku sẽ xoáy trúng được, còn để như vầy lại không xoáy trúng nhỉ. Không để vầy đi. Mila xuống dưới cùng. Có sợ nó kích cho con bắt đầu chém hết cả mấy hàng ấy nhỉ. Đấy bảo con Franky không sợ xoáy rồi, không tức được để như vậy. Để vầy thì bị xoáy trúng ba con hơi dở nhỉ. Trông vẫn hơi mạo hiểm nhỉ. Mặc dù thế cũng chả mạo hiểm lắm đâu, trông vẫn hơi sợ sợ. Để vậy liệu Lucy có nổ được không? Giả sử nếu Nami giảm độ trúng Lucy đi thì turn 1 nó vẫn có 50 nổ. Sang turn số 2 tiếp tục nó giảm độ trúng Lucy tiếp tục lên. Thì turn số 3 chắc chắn mình sẽ nổ được. Và mình sẽ nổ trước con Nami đỉnh nữa. Chưa kể Mila có thể mê hoặc mà. Đang trận số 19 rồi sợ thua nhỉ. Thôi đánh đi, sợ quá ấy. Đen lắm lại làm lại. Đốt cháy rút máu khá là nhanh nhưng mà sợ đen thôi. Lucy mà choáng thì tuyệt vời. Rất tiếc là không choáng được. Có giảm nộ trúng Lucy không? Không trúng Lucy càng tốt, trúng Franky càng tốt. Franky đánh thường đốt cháy nên chả cần nộ. Mê hoặc được con Kaku rồi. Kẹt đoán sao choáng liên tục Robin mà không bị chặn đòn là được. Vì nếu chặn đòn sẽ bị choáng ấy. Lucy đá có choáng không? Không choáng được. Trước mắt là yên tâm chắc chắn là Lucy sẽ nộ rồi. Thì búp bên này chắc chắn nộ rồi. Không mê hoặc được Robin thì hơi tiếc. Được cái Ken vẫn choáng được. U chặn đòn, đậu phộng chứ. May cũng kịp choáng phát. Phải cố gắng kết liễu cho sớm đi. Ok rồi, Nami bị giảm nộ rồi. Tạm thời mới yên tâm tí. Bây giờ Lucy kết liễu được con búp là mình sẽ không sợ Nami nộ sớm. Có kết liễu được Kaku luôn không? Chưa được. Không sao, vẫn còn hy vọng nhiều. Miela nộ sẽ khóa con Nami mà. Có thể giết luôn Nami. Ok rồi, yên tâm rồi. Con Wa núp sau hơi khó bắt đấy. Mặc dù thì không có búp nhưng mà nó núp kinh quá. Đòi hỏi đam mình khá khá to. Đam bé quá không dám đánh. Thì đây toàn con đam to mà. Toàn con đam to luôn sợ lắm. Nếu mình dùng con Sanji, dùng Domingo, dùng Zoro thì sao? Búp. Mình có lợi thế nhiều búp hơn nhưng mình hoàn toàn thể bị hóa đá. Đây là cái bất lợi lớn nhất. Nếu mình để như vậy thì sao? Thì quá dùng con Sanji khóa hai con này không cho nộ. Nên để mình Zoro tanh thì hơi khó nhỉ. Dùng thế khó xếp lắm. Thôi đổi xử đi vì căn bản mình cũng không vội lắm. Đổi đi cho lành. Trông rất là yếu rồi thôi bắt phức tạp phết. Để tránh rủi ro con Hoa nó hóa đá linh tinh mà chả biết nào một lần ấy. Đây có Law này, có Zoro này. Có Luffy này. Búp này, Sanji này. Cái này tương đối lợi thế mà dù mình kém một búp. Đấy chứ mình khóa một búp địch tân 1. Để dùng Luffy đấm giảm bớt đam cho. Hay để Zoro ở dưới. Muốn để Sanji ở đây cấm tích độ sớm. Mà để có hai búp mình khóa một búp thì sao, ướm thử nhé. Nếu turn 1 mình bắt con lo địch và bắt con búp này. Turn 1 nó sẽ có 50 nộ của Zoro. Mình quan tâm con Zoro đâu. Zoro địch có 50 nộ. Sang turn 2 mình sẽ bắt tỷ lệ cao. Mình sẽ không bắt trúng được con búp tiếp. À không, muốn bắt trúng búp tiếp thì mình sẽ phải để Zoro Luffy xuống dưới. Để Zoro lên trên. Tại vì nếu để như vậy thì mình sẽ gây sát thương vào con này đúng không? Thì như vậy lúc đấy con Sanji ở dưới Hensui chả biết có cấm tích nộ được không, để vậy Luffy đấm vào đây bọn này rất mất máu. Thì con trên cùng thì không mất máu mà. Thì mình sẽ khóa thêm một con búp nữa. Thì sang turn 2 lúc đầu kết thúc turn 1 ra có 50 nộ. Thì sang turn 2 con này búp thêm một phát, con này bị khóa. Nó sẽ chưa nộ turn 2 thì turn 3. Vậy thì mình sẽ được lợi thế mình nộ trước. Ok vậy ngon đấy. À chưa kể mà lo, nếu mà lo tê liệt, à nó tê liệt trúng Zoro thì Zoro không bị gây sát thương mà.
Cũng được. Vậy thì dậy Sanji mình sẽ có tỷ lệ rất cao để khoán nộ được. Ừ, đánh được đấy. Trông phèn phèn đánh được đấy. Chỉ có một sai số duy nhất là con lo nó hiệu ứng ngược lại mình, do rủi ro chặn đòn linh tinh ấy, thì có thể nguy hiểm thôi. Còn nếu bình thường thì không vấn đề gì cả. Nếu mình cấm tích nộ là yên tâm ấy mà. Giờ Sanji khóa nộ kia Zu ấy, Zoro đấy. Zoro không có nộ nhưng vô dụng thôi. Thằng Luffy đấm cho một hai nhát là chết đấy mà. Hầu như Luffy bên 568 đánh toàn one hit nhỉ. Một phát chết luôn. Ở bên Kỷ Nguyên đánh thì đôi khi là hai nhát mới chết. Một mình có búp thì ấn hoàn thành. Tụi đây có lo bắt lo tiếp này. Sờ mốc thì miễn dịch choáng này. Boa này. Hai bên đều không có búp à. Hãy dùng Man Lăng. Giờ Man Lăng kích nộ cho địch. Ryuji trầm mặc thì sao? Có sợ kích nộ sờ mốc có nộ sớm quá không nhỉ? Trông vẫn hơi rủi ro một tí, cho mạnh hơn tí nữa đi. Robin thì Zoro hai búp. Ta dùng Neptune nhé. Neptune có nhảy ở dưới có rủi ro sẽ bị choáng nhé. Rủi ro rất cao bị choáng để bày Zoro cơ hội cao sẽ nộ sớm được. Nhưng nộ sớm được giết chết được địch không thì câu chuyện lại khác. Để vậy chắc chắn là Vivi ra bút được một lần này. Là coi như turn 1 là 75 nộ, turn 2 thì Zoro sẽ nộ được. Nộ có chết chết lo, chắc là chết được lo, chắc là chết được lo. Địch nó không có bút mà, đánh được đấy. Không bị choáng thì càng lợi thế. Nó có rủi ro sở mất có choáng. Rất may mắn nó không bị choáng. Đấy, phát này cơ hội cả Neptune sẽ nổ được luôn. Và Zoro nổ tỷ lệ cao giết chết Claw luôn. Neptune nổ nào. Miela rất tiếc là không bị hỏi được smoke. Zoro kết liễu hàng giữa không? Mới giết được một con, vẫn còn hy vọng nhiều vì nữa Robin lại giảm nộ xuống mà. Neptune thì sắp chết mất rồi. Bị choáng với Miela làm Zoro không nộ sớm, nhưng mà cấm tích nộ được smoke. Vẫn còn hy vọng. Zoro kết liễu Sanji đi. Rồi còn hàng trên thôi, nhưng mà sợ sớm mất có choáng Robin thôi. Nhưng vẫn còn hy vọng nhiều. Bây giờ choáng được Dorsun thì Mira kết liễu Dorsun đi. Rồi ok ngon rồi. Robin không bị choáng vẫn còn lợi thế rất nhiều. Robin thì đánh xuống giảm nộ xuống, không cho địch nó nộ. Mira mới hoặc không, không dính. Rồi kết liễu địch đi, kết liễu đi. Rồi Robin kết liễu của sớm mất luôn. Thì sớm mất có miễn dịch choáng mà, thì dùng đam kết liễu thôi. Cái phần thưởng nó có cái gì mà sao ít người đánh nhỉ? Mình cảm không biết là người ta còn giữ lượt hay là đánh hết lượt rồi. Phần thưởng ở đây có lẽ do mọi người có Yamato nhiều rồi nên mọi người không cần đấu trí nữa. Ok, em không quan tâm nữa, cái đánh sợ quá hay. Khóa cả Miela cứng rồi. Đây có Lo này, có Nami này, có A này, có Búp này. Ta dùng tạm Corine đi. Cho con Nami lên trước gì nó giảm nộ hai con này đi. A sau đốt cháy, chặn tiếp. Con này giảm nộ con Kaya không cho nó nộ đi. Lo bắt con Miela đi. Phải lo bắt sớm cho Nami sống thêm một tí. Hay để A lên trên nhỉ. Nếu để A lên trên cho kệ con Ken nó choáng. Để giết con Miela cho sớm ấy. Chắc đánh được đấy mà, tấn công đi.
Thì muốn đốt cháy để giết con Miela sớm sớm một tí. Đốt cháy địch nào. Lo tạm thời chưa nộ được, không sao vẫn khóa được con Miela được rồi. Ken chắc là không, hy vọng nó sẽ không giết chết được con Nami. Để Nami giảm nộ thêm một phát. Ok, Nami vẫn kịp giảm nộ Sanji. Sanji vẫn đủ nộ. A đánh bồi là chết Sanji đấy. A đồ nộ đánh bồi là chết Sanji. Ok không? Có một con Ken thông thả nó còn choáng quả búp đấy là lo hoàn toàn thể win được. Rồi mình sẽ khóa con Kalifa rồi. Và nhiều khả năng khóa được cả Ken. Thế Nami nộ lên giật chết một con. Ok đúng không? Và mình Kaya với Ken thong thả giết thôi. Này có hai búp thì hơi rén nhỉ. Nhưng mà đây mình có hai búp này, có Aokiji, có Domingo, Miela, Moju. Đấy cho cái con này à, mà có Nami không nộ đâu. Con Nami khó nộ lắm, cho mạnh hơn tí đấy. Con Nami đánh tung tung thì mình rất khó để căn nộ được. Mạnh hơn nữa. Lo có một búp thì hơi khó nhỉ. Lo Fukaboshi, Sanji, Mamoshi. Ta thêm một Mi Hoắc. Mi Hoắc ở dưới hứng đòn, không may nó choáng, ta thì nó choáng cho con Mi Hoắc trước. Sanji ở giữa cấm tích nộ chắc. Fukaboshi ở đây quáng bắt nhiều, mình lo bắt đây, bắt nốt con búp. Đó, thì để con búp lên trên cũng được. Hay để chống một chỗ nhỉ, thôi để vầy cũng được. Mình sẽ hy vọng là Sanji sẽ, Fukaboshi sẽ khống chế nhiều một tí. Lần trước làm mình thất vọng trong ngày đầu tiên rồi. Chắc lần này không làm mình thất vọng đâu. Thất vọng tiếp thì chắc là sợ chết mất. Hy vọng sẽ được nhé. Tấn công đi. Đầu phòng chứ lại làm mình thất vọng rồi. Không dính một con nào. Phát sau mà hụt tiếp là mệt đấy nha. Phát sau hụt tiếp là ăn no đòn con Usopp đấy. Mình là kỳ vọng Fuka dính ít nhất được một lần. Nó mà hụt tiếp thì khổ. Phát này may còn đang khống chế được một con. Thì Usopp vẫn chưa nộ được. Tạm thời chút hy vọng sao gì còn khóa nộ ấy mà. Fuka xin phát sau để hỗn loạn được Usopp nữa. Không là căng lắm. Hỗn loạn không? Vẫn hụt Usopp, nhưng mà ít nhất tim vẫn còn nhiều máu, chắc vẫn sống được. Khóa được Eva rồi. Sanji lên khóa nổ lại, chắc là giết luôn hàng giữa. Còn mỗi con Nami thôi, chắc là hy vọng cũng được. Nó giết Master Hou, còn mình vẫn còn mấy con tướng thôi mà, thoải mái. Bây giờ mình khóa Nami rồi. Búp kia bị khóa, nói chung phát này vẫn win được. Nhưng mà hơi sợ nhé, Fukaboshi vẫn làm mình sự sợ tương đối nhiều đấy. Tại nó hụt nhiều quá. Cái này win chắc chắn rồi. Mình được 24 liên thắng rồi. Đến mốc 25 mình được thêm ít dấu đỏ nữa. Cố lên nào. Robin bắt lo chẳng hạn đi. Zoro, Frankie. Hai búp trang mình có Aokiji. À, cái gì khéo chơi hai bút cho nộ sớm hay lấy con Boa, sợ con Boa bắn nhiều mục tiêu còn bị hóa đá nhiều ấy. Hay bỏ Zoro cho Boa vào bắn để Frankie lên trước. Trong Boa đây cái gì nó nộ thẳng mà con lo, với điều kiện là không bị đóng băng nha. Đóng băng thì chịu, mày đẩy cái này lên trên đi. Chắc cũng cho tí cơ hội nhỉ, đốt cháy cũng nhiều mà. Sợ nhất bị đóng băng thôi. Thằng Boa lại không tác dụng trước con Luffy lắm. Thôi cứ cho hy vọng đi, mình có 2 búp cơ mà. Tấn công đi. Thì dùng Zoro cơ nhưng mà thôi, dùng Frankie với Boa.
nó có hên xui không bị đóng băng thì nó hên thì ok, nó xui thì chịu. Hóa đá đi, hóa đá con nào gì đẹp, là đẹp nhất, rất tiếc không được. Được cái khiên băng chúng con Luffy đen lắm thì vì đóng băng Chopper thôi. Ý là Robin vẫn đảm bảo an toàn để khóa con lo tiếp. Cái này đen lắm thì đóng băng Chopper. Vẫn còn Frankie thì đánh lên. Đóng băng nốt Frankie qua con hóa đá con nào gì không? Thì không có búp để vẫn có lợi thế một chút xíu. Không phải đóng băng con qua thì vẫn có thể ra đòn thêm tí. Robin không biết nộ có chết luôn được con lo không. Không giết được là cũng hơi mệt đấy. Nó lại tê liệt ngược lại. Không giết được không? Hy vọng là mấy con kia không gặp vấn đề gì. Nó khóa mất boa của mình rồi. Để chờ thêm nhịp nữa. Địch bị đốt cháy gần chết rồi, cái địch nó không có búp này vẫn có lợi thế cho mình. Đừng giảm độ Nami, à đừng giảm độ con boa. Yên tâm rồi, boa nộ được, có thể hy vọng được. Ok, ngon phát này boa nộ thì coi như giết chết lo rồi. Luffy cũng gần chết rồi. Frankie đốt cháy sẽ giết Aokiji rồi. Giờ boa cái liễu còn lo rồi giết thêm một con nữa. Giết thêm, ôi chưa chết rồi, không sao cả. Robin đánh là chết đấy mà. À Fanky đốt là chết đấy mà. Giờ bốc 25 rồi, tiếp tục mà. Có Robin này, có Hody, có Aokiji này, có Nami này. Team này không có búp nhưng mà phá nộ thứ cũng nhiều nhỉ. Dùng thêm Kizaru chứ. Nếu mình dùng con Nami đứng ở dưới cùng để quáng giảm độ Akanu và đánh trúng nhiều mục tiêu kết hợp với con Hody choáng. Aokiji đánh lên đấy như này thì dễ bị con Nami giảm độ, đánh ở dưới thì chúng Akanu nhiều đi. Cho Robin bắt con búp đi. Kia dù đá cùng phía dưới, nghĩa vậy hợp lý hơn. Sao cho đánh tí tí cho nhiều nhiều mất nhiều máu tí ra khiên băng. Thì khiên băng chắc là dính con ho đi thôi. Cũng hai bên đều không có búp. Mình nghĩ là mình có khiên băng mình nhây hơn đấy. Khiên băng mới choáng được đấy. Tấn công đi. Khởi đầu là choáng được con Akanu này. Khóa được con búp Mabushi chắc chắn rồi này. Giảm độ xuống. Gia đình cũng chả bút được nộ lên để mà giảm. Aokiji tạo thêm khiên băng nào. Tơn sau xem nào. Choáng rồi. Nhưng phát này win được ấy mà. Đôi khi không nhất thiết phải dùng con búp nộ. Akanu gần chết rồi. Kia dù đá bồi chắc là chết đấy. Ok đấy. Choáng tiếp rồi. Đóng băng không? Không đóng băng nhưng nó gần chết rồi. Rồi nói chung yên tâm rồi mà. Nghe còn nguy hiểm nhất là chết hết rồi, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Choáng nốt gáp rồi, yên tâm quá còn gì nữa. Mười hai trận nữa. Boa A mình có hai búp cho nên có Marco hứng đòn chứ. Boa miễn dịch mê hoặc cho lên trên đi, cho Marco hứng đòn ở đây chứ, hay hứng ở dưới đi. Mình hy sinh con này đứng trước, con A đứng sau đốt thì kết hợp con này nữa thì mình sẽ vẫn cho A nội sớm được. Boa thì mình cho đánh chậm một tí cũng được, chắc là được đấy nhỉ. Mình giết Robin với lại giết mấy con kia được đấy. Tấn công đi, hy vọng hóa đá thêm một tí cho yên tâm. Không hóa đá mà đam thường khá là to. Đốt cháy vào. Marco không bị choáng là tốt rồi. Liệu có hóa đá không? Không được. Ây, tôi chuẩn bị đốt cháy tiếp rồi. Vẫn chưa giết được búp. Giờ chỉ sợ Robin nó choáng thôi. Robin là không choáng là đẹp. Nó là choáng là mệt đấy. Không bị choáng là ba nộ được thì yên tâm rồi. Không hóa đá là no su thì hơi đen nhỉ. À nhầm, no sun chứ. Thứ quen bạn no su trong hội. No su xem đoạn này chắc buồn cười. Nói nhầm thì không hóa đá là no su. Lấy con no sun ấy. Nhầm. Nói chung phát này win rồi. Nhiều khi có cái tên đọc na ná nhau hay bị lẫn. Giờ này có tuổi già. Boss là 3 rưỡi. Không, nhầm. Cái này là tầm bảo nhầm. Boss là 3 rưỡi. Thì biết lối vào treo boss nữa mà. Mình đang quay giờ chiều. Lo Zeo không bắt cứng được con Boa liên tục nhỉ. Cho mạnh hơn tí nữa đi. Cũng hơi sợ con Boa đấy, nó mà hên tí là mình cũng chết cứng với nó ấy. Robin thì bắt cứng được một con thôi, đam thì rất to, chỉ sợ nó hóa đá ngược thôi. Cái rủi ro đấy hoàn toàn có ấy.
Còn nếu mình lạc quan nó không hóa đá đánh dễ quá, cho 3 búp vào là xong. Nhưng mà tuy nhiên nếu mình sợ nó hóa đá là câu chuyện lại khác. Để như vậy chẳng hạn đi. Nếu nó không hóa đá mình ấy, thì turn 2 mình nộ một phát là nó ngỏm thôi. Có nên liều một tí không nhỉ? Kéo liều một tí nhỉ? Cái này này đánh 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 liều vì mình không đua tốt nhé. Chứ nếu mình đua tốt thì không dám đánh vậy đâu. Tại vì cơ hội thắng rất là cao rồi thì vẫn có rủi ro con bo nó hóa đá. Nhưng mà thôi mình cứ cho mình tí hy vọng đi. Tấn công nhé. Đấy, phát này nộ được phát là thấy là cái cơ hội win nó rất là lớn. Nó chỉ đen nếu con bo nó hóa đá mình thôi, chứ nó không hóa đá thì chả vấn đề gì cả. Thì đa mình rất là to mà. Đây có lo có Ken này, hai con không chơi cứng này, có Lucy có Boa, địch có một búp mình thiếu một búp nhỉ, nhưng mình có thể choáng một búp địch để cho có thể bù đắp cũng được, để cho con Coronine mà. Ví dụ mình để cho con lo bắt chính con lo đi, để con Ken này cho Lucy đạp lên trên nhỉ, cho con này hứng ở dưới à, con này đứng đây à, rủi ro bị choáng nhỉ, cũng khó tránh nói chung phải chấp nhận thôi. Còn nếu mà tránh rủi ro bị choáng để mình sợ Boa bắn chết sớm này. Thì có gì nó choáng hai con này cho Lucy thứ vẫn ra đòn mà thôi mình nghĩ là chắc cơ hội mình cũng cao chắc đánh được. Lucy đạp hai con này mất máu nhé, như vậy thì lo bắt về thì bắt được con Usopp nên đỡ rủi ro rất nhiều rồi, được đấy. Mặc dù không có búp nhưng mình nghĩ cơ hội cũng lớn. À thôi quên mất mẹ rồi, thôi ngu rồi, quên mất không khóa con lo địch. Ôi cái sai lầm ngớ ngẩn quá, cái này hơi nguy hiểm này, mình quên mất không khóa lo địch. Tại vì vô tình thì để lo địch đi bắt mình, nhưng bây giờ hóa đá con lo địch mình cũng lật kèo được. Phát này nhầm, phát này quên mình tính nhầm thì quên không bắt lo địch. Có cái sai lầm ngớ ngẩn đấy nhỉ. Bây giờ chiếc chết ca dao để choáng xuống con lo. Đấy là nhục mặt thật. Bây giờ hóa đá con lo đi. Không hóa đá con lo thì phải giết chết con ca dao sớm. Áp lực quá nhỉ, mình quên mé nó mất. Nhầm đấy, phát này nhầm đấy, phát này thua là hơi bị nhảm nhí. Phát này nhầm, già rồi. Trời ơi, phát này già rồi. Hóa đá con lo đi. Trời ơi, không hóa đá được lo. Trời ơi, vẫn chưa được. Cơ hội cho mình khống chế ngược lại mà cơ hội này muộn rồi. Phát này nhầm nhá, phát này bắt nhầm đấy. Nó nhục vãi nồi thôi, phát này bắt nhầm. Phát này thua, thua oan rồi, phát này thua oan, phát này bắt nhầm, đèn thế không biết rồi. Quên không bắt lo, đây để lo, con này lùi xuống. Đấy có thể để kiểu này cũng được. Nhiều khi nhầm lẫn nó nhảm nhí thế không biết rồi. Để vây chứ phải để vây chứ. Để bắt lo địch sớm ấy. Ây giời. Làm đứt mẹ chuỗi rồi, nhầm thôi đánh vui thì kệ. Nhiều khi lầm cầm vãi trưởng đấy. Đúng rồi, thì bắt kiểu kia đã tính là cho con Lucy lên trước để cho con Ken nó choáng sau đỡ phí cái lượt đấy mà lại quên mất con lo không bắt. Ôi giời, nhầm vỡ nhầm vẩn đấy. Tất nhiên để vậy chứ chắc đã win đâu, nhưng mà ý là cái cơ hội win sẽ cao hơn đấy. Cái kia mình để nhầm thì đâm ra cho chấp con lo địch nó tê liệt mình luôn rồi đâu. Cái lần này lại hóa đá con lo, đậu vọng mới phát trước nó hóa đá phải bị lật kèo nữa. Nghĩ nó cay đấy không biết, thua kiểu đấy, thua không thua kiểu cay ấy. Tại vì cứ trận thì kiểu xếp đẹp rồi nó thua thì không nói làm gì, nên trận đấy xếp sai bản chất hoàn toàn. Có lại hóa đá tiếp, trời ơi, lúc đã xếp đúng còn hóa đá nhiều nữa. Thôi phát này win chắc chắn được cái gì nữa. Nói chung đèn lắm, làm đứt chuỗi được bao nhiêu? 28 định mệnh chứ gần ăn quà rồi còn đứt chuỗi. Ây giời, bực nhờ. Có khi nào mùa này không được tiên thắng không ta? Thua quả nhảm nhí vãi trưởng đấy. Thế nên mình đánh vui vui thôi, nhưng mà vui vui không thể thua kiểu ngớ ngẩn như vậy được. Quả đấy lẩm cẩm thế không biết. Để sau nhìn ra mới nhớ ra, chết bỏ mẹ, để sai vị trí rồi.
Đây có lo tiếp của Zoro này. Luffy này. Ta dùng tạo con kit cho. Này tướng vẫn hơi đuối một tí nhỉ. Nó hơi mình có búp. Nó cho mạnh hơn tí nữa đi. Chết rồi. Giờ có dấu hiệu của tuổi già rồi. Chưa được 30 tuổi mà đã bắt đầu thấy rẩm cẩm rồi. Cái này chắc phải chia tay sự nghiệp đánh thuê sớm rồi. Đánh thuê cái nhầm thế này có phải chết tôi không? Cái này nguy cơ giải nghệ cao lắm. Đến cái tuổi phải ra đi rồi. Có hai búp. Nó cho mạnh hơn tí nữa, vừa thua xong xoắn quá. Chẳng lẽ lại dừng sự nghiệp ở cái tuổi này? Vẫn còn quá trẻ mà. Nó chắc để Robin đánh về từ bắt nốt con Usopp chắc là bắt được. Kaku đạp cũng đau mà. Chắc đánh được rồi. Tấn công đi. Cứ chết vì dấu hiệu tuổi già này. Khổ quá nữa. Tất nhiên là không có yếu tố tiền bạc trong này nên thành ra là cũng không có ngồi tính toán lắm. Nhưng mà nó thật vẫn cay. Xếp quả đấy ngu quá đi mất tôi. Chúng ta phải xếp chuẩn hơn tí nữa. Mùa này một phần thì sao mình không bảo Hùng có thuê mình đánh giải đấu này không. Mình đánh vui vui cho bạn ấy thôi. Tất nhiên là nếu được top 1 thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên mình đánh nó kiểu không bảo ấy có thuê không. Tại vì đơn giản điều là mình sợ đang đánh dở giải đấu ấy. Mà gia đình họ đi làm luôn thì sẽ bị lỡ giải ấy. Tại vì bây giờ mình vẫn nói chuyện mình bảo là trong tháng 11 có thể mình đi. Có thể tháng 12, có thể tháng 13. À là tháng 13 tức là tháng 1 năm sau đấy. Tại vì đơn giản vì sao bây giờ lệ thuộc câu chuyện là xây dựng cái nhà máy. Tức là nếu cái nhà máy xây xong sớm thì đi sớm. Mà xây xong muộn thì xong muộn. Tức là sớm nhất là trong tháng 11 này là nó sẽ xây xong. Còn nếu mà mưa gió ảnh hưởng vấn đề thi công thì có thể sang qua Tết đúng không? Nên câu chuyện mình không biết ngày nào đi. Nếu bây giờ mình đang bảo Hùng ơi, có thuê tôi không? Nếu hôm nay Hùng thuê mình, thật ra mình bảo là Hùng thuê ấy mà. Và Hùng thuê mình xong nếu hôm nay đang đánh đến ngày chốt top, mình phải đi ra Gia Lai. Sau đang đi không may vì lý do đó mà ra đấy không có mạng chẳng hạn. Đúng không? Ví dụ vừa ra mới xây xong, chưa lắp mạng, xong mất top, rất là ngại. Nên đó là do vì sao mùa này đánh vui vui thôi, chứ mình cũng không có đi khều tiền. Chứ còn đúng ra mình khều thêm tí thì kiếm thêm được khoảng tầm 1 triệu nữa. Nhưng mà thôi, nghĩ lại giữ uy tín một tí, làm ăn lâu dài. Giờ tham mấy đồng dễ chết lắm. Còn ví dụ như ai nhắn tin mà đồng ý cho mình thuê, mình sẽ báo trước cái rủi ro đấy. Người ta ok thì đấy. Tại vì giờ mình không thể nói chính xác lịch mình đi ngày nào. Mình chỉ biết là chốt là sẽ đi, mà đi ngày nào bây giờ không nói được. Nên thành ra vì mọi người thuê mình trong giai đoạn này mình chấp nhận như thế. Còn mình ổn định rồi, mình có thời gian đánh mình sẽ nhận. Còn không có thời gian đánh mình sẽ từ chối. Còn bây giờ đang dở ứng gương là vẫn phải nhận để lấy tiền. Nhưng mà tuy nhiên nó không biết đánh kiểu gì. Thì ai ok chấp nhận rủi ro được thì mình nhận. Chứ về ra mình không nhắn cố là vì thế. Đánh về có cái dở đi Robin để độ sớm nhỉ. Robin độ sớm thì không có lợi lắm. Cho mạnh hơn tí nữa đi. Thế còn mấy bạn nạp nhiều thế này thì gần như là mình bỏ là họ sẽ thuê mình ấy mà. Nhưng mà giờ mình thấy nick này cũng không cần thiết đánh giải đấu này quá nhiều. Thế nhưng người ta thuê ủng hộ thì cứ đánh thôi, tội gì không lấy tiền. Nhưng mà để gọi ra là cần thiết đánh không thì không. Thầy thấy là chơi tiền vào cái sự kiện đặc biệt lấy cái mảnh cờ xanh nó nhanh hơn ấy. Để nói khách quan là như thế. Này vẫn hơi khó nộ nhỉ. Địch có hai cái búp xịn quá. Lo Frankie một búp chưa đủ, tí nữa được cái liên thắng rồi toạch cái quả ngớ ngẩn thế không biết được. Sai ngay từ bản chất lúc để tướng nó sai bố vị trí đấy. Chứ đầu óc nó chán thế không biết được. Nói chung là mùa này không đua là đúng đấy. Mùa này đua chết như vậy là mất tốt. Còn mình không có nhu cầu giấu sai. Ví dụ như mùa này nếu mình muốn để cho người ta thuê mình nhiều hơn ấy, mình phải giấu những cái mùa mình thua ngớ ngẩn này đi này. Nhưng mình thì không có chủ trương đấy. Mình rảnh là mình quay, mình bận là mình không quay. Chứ không phải là vì mình thua ngớ ngẩn đấy mình không quay. Mình vẫn quay hết nhé. Tại mình nghĩ là thành thật với nhau là tốt nhất. Và khi mình đã thành thật với nhau rồi ấy, thì người ta đã quý mình, tin tưởng mình rồi ấy, là người ta sẽ thuê. Nhưng mà mình nghĩ cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Nên thường theo chủ trương là thành thật với nhau ấy. Là cái gì mình làm nhầm là mình bảo mình làm nhầm. Cái gì mình hiểu sai bảo mình hiểu sai. Cái gì mình làm tốt là mình khoe, vậy thôi. Thắng thì mình vui mà thua thì mình buồn. Còn lại cái đấy mình không giấu cái đấy. Còn mùa này ế khách là mình nói thẳng là mình ế khách. Chứ cũng không phải bảo là tôi không đánh, mà do không ai thuê. Không ai thuê cả. Nhưng mà cũng chỉ nói một điều là tôi cũng không đi gạ. Tại vì gạ không biết gạ ai bây giờ. Để nhắn từng người một nó mất thời gian quá. Thì ai thuê người ta nhắn, đó là cái thói quen rồi. Cố
Cố kiếm con nào bắt trận này lâu quá để đổi đi kiếm đối thủ khác cũng được. Với cái mức chi tiêu nick này đánh đấu trí chả tốn bao nhiêu, tại vì tiêu cái khác đang tốn nhiều hơn rất nhiều ấy. Tiêu đấu trí chả đáng bao nhiêu vậy. Nick khác thì là con số lớn nhưng nick này không không lớn nhá. Rồi có Robin tiếp, có A Chopper Lee hay làm quả Tatsugi, thôi dùng gáp đi, phải hy sinh một con hứng thôi để cho mấy con này tổng lực và đánh ở giữa. Đây để có Lee đánh sớm một tí nhỉ thì may ra mới đủ được, cũng hơi căng đấy. Sao giết lo sớm để khóa con Chopper, khóa chậm một tí là đánh được sấp mặt vẫn hơi khó đấy, vì con Leo nó không khóa cứng không yên tâm lắm, vẫn cảm giác con Lee sẽ chết sớm ấy. Các Fuka là mình mất niềm tin nhiều quá nhé. Nhiều khi giờ cảm giác con Hody còn tin tưởng cả Fuka Bushi. Mặc dù hiệu ứng của Fuka thì ngon hơn Hody. Nếu dùng Robin thì sao? Nếu dùng Kaku đạp thì sao? Nami giảm độ, Dobingo miễn dịch mê hoặc này. Trận này không có búp thì sẽ chóa được nhiều hơn. Nhưng mà nếu hai con này bơm máu gắt quá thì có sống được không? Cũng chưa tự tin được. Mặc dù Dami 568 là tương đối lớn ấy. Robin Brook chưa yên tâm lắm, dù có búp rồi nhưng mà chưa yên tâm nữa. Cái giảm tướng khá là ngon, mỗi thiếu một con là khống chế con lo cứng thì không có. Có lo thì không có con đi cùng. Lo A hai bút. Ryu-C. Nếu để như vậy thì mình sẽ có con lo bắt được hai con tân một này. Sau còn thêm A đốt cháy rồi. Cái này khéo hy vọng tí nhỉ. A đốt cháy thẳng con lo. Theo Ryuji đánh bồi nữa, nếu mà hên thì có thể mình sẽ nộ được nhiều. Và turn sau thì chắc mình sẽ bắt được con Chopper, để cảm định cái nộ sớm một tí. À không, turn sau Perona vẫn sẽ nộ sớm, nhưng mà ra mình cũng chỉ cần lo đánh thừa vì A giảm nộ con lo rồi mà. Thôi đánh đi, tìm tướng lâu quá, chưa mạnh lắm đâu nhưng mà chắc đánh thôi. Biết đâu Ryuji trầm mặc thì không may lo có đủ nộ, cũng chưa chắc đã nộ được. Với điều kiện là tất nhiên với điều kiện Zeo không mê hoặc Ryuji. Lo là nộ sớm quên mất nhỉ, còn Perona kích nộ. Hỗn loạn là hai con cũng tốt. Ryuji đánh bồi xuống nhé, có bị khống chế không? Không bị khống chế rồi, đánh bồi xuống. Lo gần chết nữa, A đánh bồi và nữa chết lo được. Chắc là giết luôn cả Zeo đấy. A chuẩn bị đốt cháy này, chắc là giết cả Zeo đấy. Chưa chết Zeo mà Zeo bị đốt cháy nữa sẽ chết luôn. Ok, lo lại nộ tiếp rồi. Ngon, phát này ngon, nộ liên tục được rồi. Phát này win rồi. Giết chết Perona. Mê hoặc luôn có Chopper rồi. Giờ vấn đề chỉ là thời gian thôi, chắc chắn là sẽ win rồi. Lại gặp trận này tiếp. Càng về sau cái số trận trùng sẽ càng nhiều đấy, tại vì các bản là người ta cũng ít đánh đấy. Thì nói chung là xuất xuất lập trận rất là cao. Nhưng khi lát nó chả làm mới được đồng đội luôn ấy. Có lo. Ui, chưa yên tâm lắm. Giờ nhìn Fuka bất an ấy.
Robin, Laffite, Fukabushi, Luffy, tao bây giờ Usopp, Zeo, nhiều khống chế nhỉ? Hay chơi full khống chế hay lấy búp à? Robin thì nếu mà không có búp nhiều sẽ khóa nhiều này. Zeo bắt ở đây. Đây đây khóa trên này. Không Usopp ở dưới. Nếu chơi kiểu này. Chơi full khống chế, tất nhiên có rủi ro bị hụt và có thể khống chế ngược nhé. Ví dụ con lo chặn đòn phát là mình toi luôn. Nhưng tuy nhiên mình thấy cũng có tí hy vọng ấy, chơi đánh thường thôi. Tấn công thử nhé. Thua thì thôi, âm tầm này làm gì còn gì mất đâu. Thua 4 trận rồi còn gì để mất nữa đâu. Mê hoặc thành công rồi. Có mê hoặc nốt thành công Kaya. Hụt. Fukabushi bắn khống chế hàng giữa nào. Bị chặn đòn đậu phộng nó nguy hiểm quá đi mất thôi. Usopp bắn lên quá giết chết lo sớm đi. Nguy hiểm lắm. Robin khóa tiếp con lo lại. Đừng chặn đòn là được. Zeo mê hoặc không? Không mê hoặc được. Laffite có mê hoặc được Kaya không? Mê hoặc thành công rồi. Cố nào Usopp bắn lên lo sắp chết rồi. Nãy còn né tránh thì ghét thế không biết được. Robin khóa con lo lại. Giết là lo là yên tâm rồi. Có lợi thế rất lớn rồi. Còn mấy con kia thôi. Laffite có khóa được Kaya không? Khóa thành công rồi. Fuka có khóa được Perona không? Không thành công. Robin vẫn sống, vẫn còn hy vọng. Usopp bắn xuống vẫn chưa giết được Zeo. Khóa là Chopper đánh hàng sau. Hàng sau còn nhiều máu không sợ lắm. Zeo đi khống chế. À kết liễu đi. Rồi ok rồi. Laffite khóa con Kaya không? Khóa thành công rồi. Fuka khóa Perona không? Thành công rồi. Tiếp tục đánh lên. Gần được rồi, gần được rồi, gần được rồi. Khóa tiếp Chopper lại. Khóa tiếp Chopper lại. Laffite mới hoặc nốt cả ba con cho ngầu nào. Được một con thôi không sao. Chết con đấy vẫn còn Fukabushi, vẫn còn Usopp. Usopp nộ đau lắm. Ok rồi đấy. Win rồi. 5 trận nữa. Aoi Akanu hack này lúc sau thì khó bắt phết đấy. Này đổi mẹ trận khác thì còn 5 trận. Tìm tướng bắt cứng hai con thì khó ấy. Là Aoi lúc sau à? Lúc sau rất là khó tính ấy. Kiếm xử cái trận khác đi. Nhất thì mai đánh tiếp đi. Bắt đến cái trận lúc sau khó bắt và xử được ấy. Bắt thì vẫn bắt được nhưng mà lâu ấy. Đây có Ken bắt này, Zoro tanh đi. Thế để Luffy đấm ở dưới thì sao? GB đấm ở dưới, GB đấm ở trên được. Chơi vậy để cho con Luffy nộ đấm thôi. Thì Rosun đánh mất máu thì chắc có tê liệt trúng con Manbushi. Đấy thì con Luffy đấm lên nó one hit thì con lo chắc mình sẽ thắng được. Đánh đi, sợ gì. Chỉ sợ con Ken nó bị chặn đòn này né tránh thì đấy thì khổ đấy. Còn Zoro xác định lên là hứng đòn, chỉ có Luffy đấm là chính thôi. Choán này được 2 lần liên tiếp là khá thành công rồi. Phát sau nộ được, yên tâm là được. Ken cái đĩa còn lo được không? Ok ngon rồi, vách sắt lên. Khử đam con Ken thì đơn giản, con Ken nó không cần đam lắm. Quan trọng là Luffy với Zoro không bị khử đâu. Không bị choán là một lợi thế nhé. Đấm chết búp địch rồi. Nói chung phát này coi như là win đấy. Zoro cái đĩa hàng trên nào. Luffy đấm vào. Tạ Thời vẫn đang nằm trong top 10 được vì các bạn cảm giác người ta không đánh ấy. Chứ còn nếu người ta đánh là không có cơ hội nữa. Mira đứng sau muốn bắt cho nhàn, tức là kiếm Luffy nhiều búp ấy. Nhưng mà còn sợ Aoi đóng băng nữa. Có Luffy đấm thì vẫn hơi khiếp nhá. Chưa chắc mình đã bắt trận này đâu. Trận này kéo để sang ngày mai đổi xứ hơn trận khác cho yên tâm ấy. Bắt mấy trận này rủi ro bỏ xứ được ấy. Trận này bắt thì kiếm với con kiểu Hody, nó choáng. Nhưng mà nó hên xui lắm. Để xem ra tướng gì không ra chắc là để cho ngày mai bắt sau ấy. Để do đàm mới đổi đối thủ khác ấy, trông rất là bình thường, nếu mà hiệu ứng tốt thì mình hoàn toàn chết như thường. Hody, Fuka, nó không tối ưu vì con Luffy, con Mila miễn dịch mê hoặc rồi. Còn Fuka là mình rất là thất vọng ấy. Thế ra mình không dám dùng Fukabushi nhiều. Lo hai búp, không được. Thôi trận này để ngày mai mình đổi đối thủ đi. Đánh sớm quá làm gì đâu. Trận này nhận tí quà đi. Liên thắng đã nhận rồi nhỉ, quà tiêu vàng. Chỉ mất 6.000. 2 phút nữa đến boss rồi. Sao bên này nhận tí cái quà kia xem nâng thêm gì thì nâng thôi.
Nói chung nick này thiếu nhiều thứ quá. Chuyên thiếu những cái thứ mà người ta không bao giờ thiếu. Còn những thứ người ta không bao giờ có thì lại có. Thế mới khổ. Này mua hết giảm giá hạn chế nhỉ. Thứ cần mua hết rồi, giờ còn một cái phản hồi với tích lũy chưa ăn thôi. Cái này sẽ hơi tốn vàng nha, đây mình chơi tích này nhiều vàng chơi vậy thôi. Nick khác đừng có làm như mình. Mình hay nhấn mạnh vào câu đấy, không các bạn cứ làm theo là chết nhé. Bên này vàng đắt lắm. Bây giờ mình chuẩn bị vào đánh boss thôi. Thì chắc là tạm thời video này chắc mình kết thúc ở chỗ này thôi. Đâu có gì tối đêm có gì phát sinh mình làm tiếp. Nhưng mà bây giờ đánh boss thì treo xong thì chắc chủ yếu đánh đấu trí thì tạm như vậy đó thôi. Thì bạn nào chưa like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé.